Phương Hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Độc Tài. Quý vị và các bạn thân mến, các nhà nghiên cứu nhân tướng học hiện đại cũng đã chú ý rất nhiều đến các tướng biểu lộ ra bên ngoài để xét đoán về tâm lý, cá tính và có thể cả tương lai của một người. Có câu đức năng thắng số. Số mệnh là điều hoàn toàn có thể thay đổi, tùy thuộc vào đức của mỗi người, đức do ông bà cha mẹ truyền lại. Nghệ thuật coi tướng được đúc kết từ kinh nghiệm hàng ngàn năm của Trung Quốc, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người chúng ta. Ví dụ, con người, ai cũng thích người đẹp, không thích người xấu. Những người mặt mũi sáng sủa thì bao giờ cũng được trọng hơn những người mặt mày tối tăm. Hay là những người cao lớn, dung mạo đẹp đẽ thì bất luận là già trẻ hay là lớn bé, giàu nghèo, sang hèn, ai ai trông cũng thấy mến, cũng thích. Xét ở mặt đối lập chưa hẳn xấu xí đã là bất lợi. Theo nhân tướng học nhận định, nếu một nữ có một trong tám tướng mạo này, không sớm thì muộn, vị phi ngang trái, cũng là mẫu người tàn nhẫn lăng nhăng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này nhé! Đầu tiên đó là môi trái phải không đều. Khi nhìn trực diện, người phụ nữ có nửa bên trái môi dày, nửa môi bên phải mỏng, hoặc có thể do khuôn mặt bị lệch cộng với đôi môi chưa đủ hoàn hảo khiến cho người khác nhìn vào thấy môi hai bên trái phải không đều nhau, thì theo tử vi phong thủy nhận định là người thuộc tuýp người lẳng lơ. Theo nhân tướng học, phụ nữ có tướng mạo kiểu này dễ nảy sinh quan hệ ngoài luồng với người khác giới, khiến hôn nhân cơm không lành, canh chẳng ngọt. Người nam cần chú ý khéo léo để ngọn lửa hôn nhân luôn mặn nồng và đủ hấp dẫn vợ mình trên nhiều phương diện. Gian môn có vết sẹo hoặc là có nốt ruồi. Gian môn là vùng kéo dài từ phía sau đôi mắt sang hai bên, và theo tử vi phong thủy, đây được gọi là cung phu thê. Cung này phản ánh tình trạng hôn nhân, trạng thái và biến động tình cảm của chủ nhân. Người nữ có nốt ruồi nâu đen sau đuôi mắt hoặc là có sẹo, vết hằn ngang rất sâu ở cung phu thê thì được nhận định là người có đời sống tình cảm phức tạp. Cuộc sống hôn nhân của họ không mấy thuận lợi vì bị kẻ thứ ba xen vào, dễ ngoại tình sa ngã vì những nguyên nhân khách quan. Chóp mũi cao, nhọn. Chóp mũi cao nhọn có thể là chiếc mũi đẹp về mặt mỹ học, mang lại sự sang trọng thanh thoát cho gương mặt nữ giới, nhưng lại là nét tướng không tốt trong nhân tướng học. Phụ nữ có nét mũi này thường gian trá, điêu ngoa và luôn mưu tính trong mọi chuyện, kể cả trong tình yêu, hôn nhân. Họ sống trọng vật chất, đua đòi mà không thèm quan tâm xem chồng phải cực khổ mệt mỏi thế nào mới kiếm được tiền. Chỉ muốn ngồi chơi hưởng phước, sống trong lụa là nhưng lười lao động, còn nhà lính tính nhà quan, nên một khi chồng không đáp ứng được những đòi hỏi của mình, họ sẽ phản bội không thương tiếc. Môi dày, miệng rộng. Ông bà xưa vốn có câu đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, để nói lên rằng phụ nữ miệng rộng sẽ thường gây ra họa thị phi, khiến những mối quan hệ quanh mình trở nên bất hòa mâu thuẫn. Dù không cố ý tạo nên những kịch tính ấy, nhưng chính bản mệnh và cái tôi quá lớn khiến cho phụ nữ miệng rộng không biết nhún nhường khéo léo trong giao tiếp mà dễ gây ra họa. Chưa kể môi dày là nét tướng của người phụ nữ chỉ biết tiêu xài hoang phí, không biết cách tích cóp tiết kiệm. Lấy những phụ nữ này về làm vợ, đàn ông giàu mấy cũng dễ sạt nghiệp, lâm vào cảnh trắng tay. Lông mày hình móc câu. Một cặp lông mày với phần đuôi cong móc vào phía trong chính là nét tướng khắc phu. Dù khôn ngoan chăm chỉ, lại có bản lĩnh, nhưng mẫu phụ nữ này lại hay so sánh chồng với người khác, đứng núi này trông núi nọ. Dù đã yên bề gia thất nhưng vẫn thầm tơ tưởng đến đàn ông khác giàu có hơn chồng mình. Vậy nên, họ chưa bao giờ toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, càng không vun vén để gia đình ấm êm hạnh phúc. Đàn ông nên cân nhắc cẩn thận trước khi lấy họ làm vợ, kẻo tan cửa nát nhà. Xương quay hàm nhô về phía sau tai. Ích kỷ tư lợi. Nhìn thấy xương quay hàm từ phía sau, tức là nhìn từ phía trước sẽ thấy xương quay hàm bệnh sang hai bên, hoặc là nhìn từ phía mặt bên sẽ thấy được xương quay hàm nhọn và nhô về phía sau tai.
phụ nữ có tướng mặt như vậy chắc chắn không phải là người tốt. Họ rất nham hiểm, xảo trá, thích gây chuyện thị phi, thích làm các mối quan hệ giao tiếp trở nên căng thẳng. Họ so bì tính toán thiệt hơn với người khác, thường cảm thấy làm điều khác không phải với mình. Chẳng qua là mình không thèm trả thù mà thôi. Mắt có nhiều lòng trắng, tướng sát phu. Mắt là bộ phận rất quan trọng trong tướng học. Từ mắt của một người có thể nhìn ra tính cách của người đó. Phụ nữ mắt rắn, mắt nhiều lòng trắng, mắt có vằn đỏ đều có tướng sát phu, quá phụ từ sớm. Phụ nữ mắt tam giác thường hung bạo, tàn ác, vô tình, vô nghĩa, lật lọng, cháo trở, khó được người khác tín nhiệm. Chán dô, vành tai lật ngược. Người xưa cho rằng đàn bà chán dô kèm theo vành tai lật ngược được cho là người phụ nữ không mấy nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Trong tình yêu, họ thường cố chấp bảo thủ, yêu nhiều nhưng cũng hận nhiều. Tính tình họ có chút lăng nhăng, đam mê dục vọng và tài sắc hơn là sự chân tình. Vậy nên họ có thể sẽ dễ sa ngã đối với những người đàn ông có tiền, có quyền và đẹp trai. Lấy người vợ như thế, đàn ông phải hết sức cẩn trọng và cần phải có sự kiểm soát rõ ràng, tránh để gia đình lục đục. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng quý anh chị luận giải về con đường tình duyên của 12 con giáp trong năm 2020 Canh Tý. Tình cảm của tuổi Tý trong năm 2020. Xét vận trình tình duyên của tuổi Tý có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng. Tuy nhiên, do Thái Tuế Tý Thủy là các tinh tỷ kiên của con giáp này vốn là một trong bốn chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực Thái Tuế Thủy vượng nên ít nhiều bản mệnh có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Canh Tý không có nhiều nhưng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh cũng có được cơ may tình duyên. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con giáp này phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Tuổi Tý nên gạt bỏ những suy nghĩ định kiến quá cố của mình. Nếu có cảm tình thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội để tiếp cận, tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh chị, bố mẹ hay là cô dì, chú bác trong nhà để tìm thêm cơ duyên cho mình. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh, cho đi mà không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người bình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi mà đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Để tăng cường nhân duyên cho mình, hãy sử dụng ngay pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn và Hồ Ly Mắt Bạc để chiêu mời quý nhân tăng cường nhân duyên cho người tuổi Tý. Tình cảm của tuổi Sửu năm 2020. Xét về phương diện tình cảm năm 2020, tuổi Sửu không có nhiều đào hoa cho lắm, song thứ tài cát tinh vốn còn được biết đến với cái tên là sao tình nhân, Thái Tuế lại có phần nghiêng về phía nam mạnh hơn nữ mạnh, vì thế so với nữ tuổi Sửu thì con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Mệnh chủ có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Hãy thử cho bản thân cũng như là đối phương một cơ hội. Riêng nữ mệnh tuổi Sửu tuy nói cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, bản mệnh nên chịu khó tham gia, gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Song bản mệnh cũng đừng quá bị động chỉ chờ đợi đối phương ngỏ ý, tình cảm đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào thì e rằng quãng đường đi đến trái tim nhau càng ngày càng xa cách. Hai người như hai đường thẳng song song, không có điểm giao. Tuy nhiên, với nam mệnh đã kết hôn thì có thể sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái, cần phải vạch ra cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo, khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường đi về nhà của bản thân. Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu và Hồ Ly để tăng cường quý thần tương trợ, kích hoạt nhân duyên cho tuổi Sửu. Về tình cảm của tuổi Dần năm 2020. Tử vi tình duyên của tuổi Dần, đào hoa không quá vượng, song tuế can canh kim sinh thương quan tinh, mà đây lại là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh nên tuổi Dần vẫn có nhiều cơ may đón nhận hạnh phúc. Những cô gái tuổi Hổ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái, không phải tất cả những ai gặp thì đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất mệnh chủ cũng được tiếp tục và có cơ hội làm quen tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường. Song nữ mệnh nên lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu tới. Bạn cần phải nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình.
Với nam tuổi Dần thì mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận, tìm hiểu nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để tình yêu ảm đạm quá mức. Để kích hoạt cung đào hoa của mình, cần sử dụng vòng tam hợp quý thần Dần Ngọ Tuất kết hợp với mặt dây chuyền hồ ly. Hai pháp khí phong thủy này có tác dụng chiêu mời quý nhân kích hoạt cung đào hoa, giúp hòa hợp vợ chồng và may mắn trong việc lựa chọn bạn đời. Về mặt tình cảm của tuổi Mão năm 2020, bước vào năm Canh Tý, Thái Tuế trợ đào hoa hồng loan cát tinh nhập mệnh mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh Kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp phải đào hoa, tin vui tới tấp báo về. Song tuổi Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là hàm trì đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bạn dễ vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Để tăng cường nhân duyên, người tuổi Mão cần sử dụng vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp Hợi Mão Mùi giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý tần tương trợ, cơ hội gặp gỡ người khác sẽ nhiều hơn, từ đó có cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Ngoài ra, nữ mệnh cần sử dụng thêm mặt dây chuyền hồ ly để kích hoạt cung nhân duyên, giúp tăng cường sự hấp dẫn với người khác phái. Tử vi tình cảm của tuổi Thìn. Xem vận trình tình duyên của tuổi Thìn vào năm 2020, nam mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng lại có nhân duyên khác giới cực tốt. Bạn dễ dàng tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Nam tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Nếu mệnh tuổi Thìn thì không có nhiều biến động trong tình cảm. Người có đôi vẫn giữ được mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân thì chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Mệnh chủ hãy treo một bức tranh chim công hoặc sử dụng một đồng hồ chim công treo tại phương vị đào hoa của mình để kích hoạt đường tình duyên, giúp chuyện tình cảm được thuận lợi, tiến tới khăng khít hơn nữa. Tình cảm của tuổi Tỵ. Đường tình duyên năm 2020 của tuổi Tỵ năm Canh Tý này, Thái Tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, Tuế Can ngự tại thiên tài tinh, con giáp này có nhân duyên khắc phái vô cùng lý tưởng. Nhân duyên này không phải đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó, việc thành đôi hay không hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế dù là nam hay là nữ mệnh thì tuổi Tỵ cần phải học cách bao dung bỏ qua cho nhau. Bạn cần phải chủ động chứ không chỉ ngồi yên một chỗ, tuy nhiên thì cũng đừng nóng vội quá mà thể hiện mình thái quá, sẽ khiến cho đối phương cảm thấy phản cảm. Mệnh chủ tuổi Tỵ nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể cũng có cơ hội tìm được tình cảm. Dịp năm vận quý nhân mạnh, nhờ người lớn tuổi giới thiệu người khác giới phù hợp cho bản thân sẽ có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Để hóa giải những sát khí của đào hoa cũng như là tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công. Với hình tượng chim công, vừa mang tính quý phái, chiêu quý nhân tài lộc và đồng thời là vật phẩm phong thủy kích hoạt đào hoa vượng tốt nhất hiện nay. Tử vi tình cảm tuổi Ngọ. Trong năm 2020, tuổi Ngọ không có quá nhiều đào hoa, Thái Tuế Thiên Quan Tinh là sao khắc giới của nữ mệnh. Song về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Con giáp này, dù là nam hay là nữ thì đều có cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không không phải là chuyện nói trước được. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị dối lừa vì quá si mê. Nữ mệnh tuổi Ngọ thì có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh, song nhìn tổng thể vận trình không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua sóng gió bất trắc, thất bại hết lần này tới lần khác. Để kích hoạt tình duyên cũng như hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp Dần Ngọ Tuất kết hợp với một mặt dây chuyền hồ ly. Tử vi tình cảm của tuổi Mùi.
Tuổi Mùi năm 2020 dù là nam mạng hay nữ mạng đều đáo phượng đường tình duyên. Người còn độc thân thì cũng có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên thì cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Rất có thể nếu bản mệnh quá cả tin sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bạn phải chịu đựng nhiều hậu quả đáng tiếc. Phái nữ thì nên có cách ứng xử đúng mực, không nên quá nóng nảy bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương. Mệnh chủ tuổi Mùi đã kết hôn hoặc là đang yêu đương vì ảnh hưởng của hại Thái Tuế, nền tảng không được chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa tình cảm lại gặp được canh kim thương quan, mệnh chủ tuổi Mùi dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như xung đột nhiều cùng với người yêu, đồng thời dễ bị bên thứ ba phá rối. Phải cẩn thận việc có kẻ thứ ba chen ngang, cùng người khác giới kết giao phải giữ đúng chừng mực. Nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế dẫn đến sóng gió cho gia đình. Nếu như không hề có dấu hiệu tình cảm, mệnh chủ tuổi Mùi đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Mùi. Tử vi tình cảm của tuổi Thân. Tuổi Thân năm 2020 không mấy lý tưởng, bởi cả nam và nữ đều gặp khó được đối tượng thích hợp. Bản mệnh không nên quá nóng nảy bốc đồng, làm việc thiếu suy nghĩ, bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến cho người khác giới có những suy nghĩ không hay về con người bạn, khiến chuyện tình cảm hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu gặp gỡ, tránh đôi những ồn ào khí trưởng hỗn loạn. Người đang yêu thì năm nay tình cảm có thêm một bước mới ngọt ngào mỹ mãn. Nhưng nước đầy ắt tràn, mệnh chủ tuổi Thân hưởng thụ vận đào hoa rất vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Nếu mệnh chủ tuổi Thân đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới, đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ, để tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cũng như là sự ổn định của gia đình. Nhưng do thương quan bất lợi cho phu tinh, nữ mệnh kết hôn tuổi Thân vẫn cần phải thời gian kiên nhẫn đợi duyên tốt xuất hiện. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay chú ý cần phải mang bên người một mặt hồ linh ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm của tuổi Dậu. Nhân duyên của tuổi Dậu trong năm 2020 khá tốt, đặc biệt là với những người còn độc thân. Bản mệnh dễ có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc trong các buổi gặp mặt bạn bè đối tác. Bạn dễ gây ấn tượng với những người khác giới, nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên, tác động của Thái Tuế, tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong đợi. Với những người đã lập gia đình, tuy bản mệnh không có nhiều khả năng phạm phải đào hoa xấu nhưng vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Khi mà tham gia các hoạt động tiệc tùng cần phải biết giữ mình, không nên để quá chén khiến bản thân trở nên thiếu tỉnh táo, gây ra những việc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Con giáp này cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế ham muốn không cần thiết. Mệnh chủ tuổi Dậu năm nay chú ý cần phải mang bên người một mặt hồ linh ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm của tuổi Tuất. Trong năm 2020, tình cảm của tuổi Tuất không có nhiều khởi sắc, tuy nhiên nam mạng thì gặp nhiều may mắn hơn nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn, tuy nhiên nếu không dũng cảm bày tỏ, tỷ lệ thành công không cao. Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống khép mình, tích cực tham gia các buổi giao lưu tụ tập, thể hiện bản thân. Như vậy sẽ có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp. Với phái nữ thì không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi có cặp vào thời điểm này thì không thể ngồi yên chờ thời cơ mà cần phải chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú nên những người đã lập gia đình, mặc dù đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối, cần phải dành nhiều thời gian quan tâm và bao dung với người ấy. Khi có bất đồng thì cần phải giữ thái độ bình tĩnh, nếu không sẽ dẫn đến mối quan hệ rạn nứt chia ly. Mệnh chủ tuổi Tuất năm nay cần chú ý mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tử vi tình cảm của tuổi Hợi. Người tuổi Hợi khá là đào hoa trong năm 2020, cho dù là nam hay là nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Tuy nhiên thì tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế ngoài việc chọn lựa đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cũng cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình.
Một khi đã tìm được người ưng ý nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì xôi hỏng bỏng không. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Canh Tý, bản mệnh dễ phạm phải đào hoa dữ, cần đề phòng có đối tượng khác giới có ý định tiếp cận gần gũi với mình. Hãy biết giữ khoảng cách để tránh chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như sự nghiệp. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.